Và có thể người nào làm hoặc là muốn mua âm thanh làm sân khấu thì mọi người hãy liên hệ với Trường Thành mọi người nha. Rất là uy tín. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn thân yêu. Và hiện tại thì Trường Thành Audio đang có mặt tại xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh quý vị nha. Và chúng ta sẽ thấy là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lắp đặt 3 phòng siêu VIP như quý vị và các bạn, trị giá 550 triệu của hệ thống karaoke vũ trụ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một gia chủ của chúng ta rất là đặc biệt, đó chính là anh ca sĩ Dương Lâm nha mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhau đi vào bên trong. Và ngày hôm nay thì Trường Thành Audio sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn là chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ 3 cái hệ thống âm thanh lắp đặt cho 3 phòng karaoke nhà anh Dương Lâm vô cùng VIP và đặc biệt quý vị nha. Toàn bộ hệ thống đều đến từ âm thanh của châu Âu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cùng đi vào bên trong nha. Xin giới thiệu quý vị và các bạn là đây chính là anh ca sĩ Dương Lâm quý vị nha. Ông chủ của quán karaoke vũ trụ. Đó. Và với những quý vị nào mà chúng ta đam mê nghệ thuật chẳng hạn thì quý vị nhớ là qua kênh YouTube của anh Dương Lâm để nghe những ca khúc rất là mới của anh nha. Anh Dương Lâm có thể chia sẻ một chút. Có những ca khúc Kẻ Khóc Người Cười. Dạ. Thì mong tất cả quý vị khán giả bên Trường Thành luôn ủng hộ Dương Lâm và ủng hộ anh Trường Thành. Rất là vinh dự nha. Ngày hôm nay thì về được lắp đặt cho cái hệ thống quán karaoke nhà anh. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào bên trong nha, để okay, cùng xem cái hệ thống như nào. Nhưng mà lý do nào mà anh đã quyết định là đặt niềm tin vào Trường Thành Audio để ngày hôm nay thì Trường Thành Audio có cơ hội về để hoàn thiện cái hệ thống công trình này cho anh? Nói chung thì Lâm cũng thường đi diễn, Lâm cũng được cảm âm được, nói chung là biết được nhiều thế loại âm nhạc, cho nên là tin tưởng studio Trường Thành thì mình hợp tác với nhau làm. Thì nói chung là hôm nay một dài nữa thì Lâm sẽ đặt niềm tin vào Trường Thành. Rồi, cảm ơn anh. Bây giờ anh em mình sẽ vô trong nha. Xin mời toàn thể quý vị và các bạn cùng với Quang Trường và anh Dương Lâm, chúng ta sẽ đi vào bên trong để tham quan cái hệ thống 3 phòng karaoke siêu VIP ngày hôm nay của chúng ta thì có những thiết bị gì quý vị nha. Vừa rồi thì Trường Thành Audio mới hoàn thiện xong một phòng đầu tiên quý vị nha. Và hiện tại thì còn rất ngổn ngang, rất là nhiều đồ. Và chắc chắn là sẽ có rất nhiều quý vị và các bạn là chúng ta sẽ thắc mắc rằng là ba cái cấu hình âm thanh cho 3 phòng karaoke VIP của anh Dương Lâm thì như thế nào, đúng không ạ? Bình thường thì chúng ta lắp đặt cho những người không làm nghệ thuật thì nó rất là đơn giản. Nhưng với những người làm nghệ thuật, đặc biệt là anh Dương Lâm, thì được cảm nhận về âm nhạc quý vị này, được học về nhạc lý này, cho nên cái trình độ để cảm nhận về âm thanh chắc chắn sẽ hơn những quý vị bình thường rất là nhiều. Và đây, quý vị và các bạn sẽ cùng đi vô trong này với Quang Trường nhé. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết toàn bộ cái hệ thống âm thanh vô cùng VIP với một cấu hình này là rơi vào khoảng 180 triệu một phòng quý vị nha. Rất là đẳng cấp luôn. Khẳng định là sau khi quán khai trương thì chắc chắn quán của anh Lâm sẽ là một trong những quán số 1 ở khu vực. Anh có thể đọc lại địa chỉ giúp em được không? Địa chỉ là 215 Đại Thôn B, Hòa Minh, Châu Thành, Trà Vinh. Đó, thưa quý vị các bạn, đây sẽ là một công trình siêu VIP sắp tới cho tất cả những quý vị mà yêu âm nhạc ở khu vực Trà Vinh này. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào bên trong nha. Và đặc biệt là với cái hệ thống này thì chúng ta được sử dụng toàn bộ là hệ thống âm thanh đến từ Cộng hòa Liên bang Đức quý vị nha. Đây là thương hiệu DT Dream Theater và đây là mã loa Delta 15. Đây, cameraman có thể quay sát ở cái loa này để sẽ đẹp hơn quý vị này. Với cái dòng Delta 15 này thì nó được trang bị một loa bắt chính là 15 in quý vị nha, bắt 40, và một loa chép kèn 450. Với cái dòng Delta 15 này thì nó cái lợi thế của nó là chuyên chơi ba quý vị này, lauger và KTV hay là sân khấu ngoài trời, có một cái mức áp lực âm thanh vô cùng là uy lực, với mức công suất RMS cho ra ở mức độ trở kháng là 8 ohm là 800W quý vị nha. Cho nên là với cấu hình phòng này thì chúng ta được trang bị 4 chiếc loa full DT Delta 15. Và đây là một cái cấu hình, một cái phòng anh Dương Lâm thì muốn cho khán giả chơi đa năng quý vị nha. Chúng ta vừa hát những bản nhạc bolero hay những bản pop, hay là nghe những bản jimmy non top vô cùng hay trên cái hệ thống này.
và chúng ta sẽ có một chiếc loa siêu trầm khủng long. Quý vị nha, đây là một chiếc loa sắp kép vô cùng đình đám của DT ở Đào Rim thị sao Đức. Chúng ta sẽ thấy nó xuất hiện trong ba club này, louder rất là nhiều. Đây là dòng loa sắp Sigma 218, bao gồm hai chiếc loa bass 18 in. Quý vị nha, dòng sắp kép này thì nó cho ra mức công suất liên tục RMS là 2000W. Quý vị nha, một mức công suất khủng khiếp, và mức công suất Apex cực đại có thể cho ra mức là 6400W. Cho nên là với một cái phòng này chúng ta được trang bị một chiếc loa siêu trầm DT Dream Tier Sound của Cộng hòa Liên bang Đức, với tuổi đời đã 30 năm thì chắc chắn chúng ta sẽ được cung cấp một cái giải siêu trầm rất là sâu, uy lực quý vị này. Và thật sự là nghe những bản non top gì mít hay là bolero, chắc chắn quý vị sẽ không muốn về và sẽ muốn quay lại quán karaoke Vũ Trụ quý vị nha. Và để chúng ta sử dụng một cái hệ thống âm thanh loa full tốt thì chắc chắn là chúng ta sắm được một cái áo tốt, thì không thể nào chúng ta mặc một cái quần có thể rách dưới được, đúng không ạ? Nó phải đi theo một cái hệ thống thì chắc chắn rồi, để chúng ta xử lý được những cái cặp loa đến từ Đức khai thác một chất lượng âm thanh tốt nhất, thì trở thành audio sử dụng rất nhiều những cái cấu hình chuyên nghiệp quý vị nha. Toàn bộ cấu hình tủ máy thì được kết hợp với thương hiệu Vatasa, một thương hiệu design của Nhật nổi tiếng toàn thế giới quý vị nha. Chúng ta sẽ thấy rất nhiều những thiết bị quen thuộc quý vị này. Hai với cái cấu hình này thì chúng tôi sử dụng hai cục đẩy công suất 4 kênh cao cấp của Vatasa DKS1004 nha mọi người. Và xử lý đầu não trung tâm thì chúng ta có chiếc vang số cao cấp Vatasa V8 Pro rất là hot, siêu nổi tiếng trong thời gian qua, đúng không quý vị các bạn? Và bộ micro không dây Vatasa T900. Trên đây thì chúng ta sẽ thấy một bộ quản lý nguồn điện quý vị này, Vatasa P9 Luxury. Và với hệ thống này thì chúng ta được sử dụng thêm một chiếc đầu karaoke cao cấp nha quý vị, mới nhất của BTE 688, tên rất đẹp luôn quý vị, Lộc Phát Phát. Chắc chắn cũng hy vọng là quán karaoke Vũ Trụ của anh chủ ca sĩ Dương Lâm là luôn luôn Lộc Phát, mãi tiến lên. Và đây chúng ta sẽ thấy là toàn bộ bên trong thì sẽ có một cái màn hình chọn bài quý vị này, chuyên nghiệp của BTE. Đây là một cái thế hệ đầu mới nhất của BTE mà chúng tôi đánh giá nó hội tụ đầy đủ những yếu tố công nghệ và bắt kịp được với cái xu thế của người dùng hiện nay. Vừa rồi thì chúng ta đã xem cấu hình trong phòng, thì quý vị có thể biết được rằng là với những cái công trình mà khi chúng tôi đi lắp đặt thi công những quán karaoke ấy, thì chắc chắn là quý vị có thể thấy nha, với tất cả những cái sản phẩm mà chúng tôi cung cấp ra thì đều là những sản phẩm mới nguyên đai nguyên kiện 100% quý vị nha, và nhập khẩu đầy đủ giấy tờ xuất xứ COCQ đầy đủ hết đó, tất cả là hàng chính hãng quý vị nha. Với những cái dòng sản phẩm như là của DT quý vị này hay Vatasa thì đều phải có tem nhập khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế TTP Việt Nam thì mới là những cái sản phẩm chính hãng quý vị nha. Còn ngoài không có tem của TTP thì chắc chắn là những sản phẩm hàng giả, hàng nhái, hàng trôi nổi trên thị trường. Và đây quý vị sẽ xem được chi tiết hơn một cái mã loa có thể nói được rằng là đa năng, cực kỳ hay của DT. Đây quý vị nhìn đây, đây là dòng Dental 15 quý vị này. Với cái đường lối thiết kế của DT thì phải nói rằng là với một thương hiệu của Đức 30 năm tuổi thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái giá trị trên sản phẩm này nó vô cùng xứng đáng quý vị nha. Từ những cái đường nét thiết kế nhỏ quý vị này đến cái nước sơn và cái chất lượng âm thanh. Lát thì Quang Trường sẽ test thử cái chất lượng âm thanh cho quý vị và các bạn cùng trải nghiệm nha. Và phòng bên đây thì hiện tại anh em đội ngũ kỹ thuật mới lắp xong cái giá treo loa thôi quý vị nha. Và lát nữa thì chắc chắn là phòng này chúng ta sẽ treo xong loa đó. Và phòng cuối cùng này cũng vậy nha quý vị. Đây, đang còn rất là dở dang. Anh em trang trí nội thất cũng đang cố gắng hoàn thiện gấp rút đó. Và có lẽ là trong ngày hôm nay thì Trần Thành cũng cố gắng hoàn thiện xong hết toàn bộ cái hệ thống âm thanh cho công trình này. Và bây giờ thì Quang Trường sẽ chia sẻ thêm với quý vị một chút nha, về cái hệ thống âm thanh ở bên cái phòng mà chúng ta vừa lắp đặt xong đó. Phải nói cho quý vị và bạn, với những người hiểu biết về âm thanh thì chắc chắn sẽ luôn luôn lựa chọn những cái dòng sản phẩm đến từ châu Âu quý vị nha. DT Dream thì sao, thương hiệu của Đức 30 năm tuổi. Và nếu quý vị cần một cấu hình siêu VIP hơn nữa, cao cấp hơn nữa thì chúng tôi có những cái sản phẩm của Nick Pro Audio sản xuất tại Bồ Đào Nha quý vị nha. Một dòng sản phẩm cao cấp hơn trên DT một mức nữa, sẽ chúng tôi sẽ có rất nhiều những cái giải sản phẩm của nhiều phân khúc khác nhau đó. Và đây chúng ta có thể thấy rằng là đây là toàn bộ cái vỏ thùng hộp của dòng đẩy công suất chính hãng quý vị này, Vatasa DKS 1004.
rất là chi tiết nha quý vị và các bạn. Đây toàn bộ cái đồ để anh em kỹ thuật làm việc. Và đợt này chúng tôi thấy có một cái điều rất là mới, đó chính là chúng tôi sử dụng toàn bộ cái hệ thống quý vị này, đầu màn của thương hiệu BTE quý vị nha. Thương hiệu BTE là một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam, đặt cái nền móng để phát triển những cái hệ thống đầu karaoke ở VOD quý vị nha. Cho nên với lần này chúng tôi thấy BTE ra mắt cái hệ thống đời mới đầu S88 có rất nhiều những cái tính năng có thể nói được rằng là vượt trội trên thị trường. Cho nên chúng tôi quyết định là tư vấn cho các chủ đầu tư để đưa cái sản phẩm đầu màn BTE vào trong các cái công trình chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ thu được cái chất lượng âm thanh tốt hơn rất là nhiều. Đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu test thử chất lượng âm thanh quý vị nha. Ở trong cái hệ thống này chúng ta sẽ nghe anh Dương Lâm hát thử một ca khúc trên chính cái hệ thống công trình kinh doanh của nhà anh quý vị nha. Xin mời quý vị và các bạn cùng với quay trường chúng ta sẽ phỏng vấn anh ca sĩ Dương Lâm nha. Xem rằng là chào anh Lâm, hôm nay thì sau khi bên em lắp đặt và hoàn thiện xong toàn bộ ba cái hệ thống phòng karaoke cho gia đình mình thì anh cảm nhận thế nào về cái chất lượng âm thanh khi anh trải nghiệm tại showroom này với khi lắp đặt thực tế tại phòng karaoke của nhà mình, thì anh có cảm nhận gì về cái chất lượng âm thanh bộ dàn ngày hôm nay? Nói chung thì chất lượng thì ok, rất là tốt, âm thanh thì ga sạch. Nói chung thì Lâm cảm nhận được âm thanh ok, nói chung là VIP pro cho mọi người. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Lâm rất là nhiều nha. Chúc anh và gia đình kinh doanh hồng phát này, và bất kỳ có một vấn đề gì thì hãy liên hệ Trường Thành Audio để chúng em hỗ trợ xử lý cho anh toàn bộ vấn đề sau bán hàng nha. Ok, thì cũng chúc cho Trường Thành luôn luôn mà phát triển, và tất cả mọi người người dân và có thể người nào làm hoặc là muốn mua âm thanh làm sân khấu thì mọi người hãy liên hệ với Trường Thành mọi người nha, rất là uy tín. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn anh. Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.